Hello mọi người, và mình là Eric. Chào mừng mọi người đã đến với cái vlog của mình. Mình là một người thức dậy khá là sớm. Mỗi buổi sáng thì mình sẽ tự pha cho mình một ly cà phê. Kiểu mình là một người nếu mà thức dậy mà nếu như mình không uống cà phê thì mình sẽ không bao giờ làm được bất cứ cái điều gì luôn. Mọi người có giống như vậy không? Cà phê mà mình hay uống đó chính là Americano. Xong rồi cái mình bỏ thêm một xíu cái mùi vanilla hay là caramel gì đó, mình thấy uống nó cũng thơm á. Nhạc đồ mọi người. Buổi sáng thì rất là nhiều việc, phải đi đến phòng gym. Thật ra lý do mà mình thức sớm là vì mình hay nghe mọi người bảo là thức sớm thì nó sẽ thành công. Thì mình thức sớm thử coi nó có thành công hay không. Rồi từ từ cái nó trở thành một cái thói quen, rồi nó thành cái đồng hồ sinh học của mình luôn. Sau khi mà mình làm này làm kia xong hết rồi thì mình sẽ đi xuống phòng gym. Thì cũng may là phòng gym nó ở dưới nhà mình luôn, nên là kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa để mình có thể chăm sóc sức khỏe mình luôn á mọi người. Mình là một người rất là thích thể thao, nhưng mà có một khoảng thời gian thì mình đã không có tập luyện thể thao cho bản thân của mình. Trong cái khoảng thời gian đó thì mình cảm thấy là mình có rất là nhiều vấn đề về cuộc sống, công việc nè. Kiểu mọi thứ nó đè nặng lên trên con người của mình, mình bị áp lực á. Là mình đã không có chăm sóc sức khỏe mình một khoảng thời gian rất là dài. Bây giờ thì mình sẽ đi rút một ít tiền để mình có thể đi 7-Eleven. 7-Eleven bên này thì họ không có cho quẹt thẻ mọi người. Có tiền rồi. Về rồi mọi nhà mình có một vài cái cây để trong nhà, nên là sáng nào mình cũng thức dậy mình lau mấy cái lá cho nó, để nếu mà nó dính bụi thì nó dơ lắm. Hôm nay cái lá của mình nó mới bung nè mọi người. Vì nó mới, nó là một cái lá mới nên nó còn khá là yếu, nó còn khá là mỏng á. Vài hôm nữa nó cứng cáp thì nó sẽ như cái lá này. Thích thật. Hello. Cái đống đồ mà mình giặt buổi sáng nó đã giặt xong rồi. Thì bây giờ mình phải đem phơi thôi mọi người. Tại vì mọi người biết không, nếu như mà mình không phơi thì nó sẽ thúi lắm. Thật ra là mình rất là làm biếng luôn, nhưng mà mình biết là nếu như mà mình không phơi thì nó sẽ thúi, mình muốn thúi một cách giả man rợ luôn á. Sau khi phơi đồ xong thì mình cũng đã chuẩn bị kịp để có thể đi làm. Hôm nay tàu thì khá là đông. Và đây là view của công ty mình. Công ty của mình thì nó nằm ở trên cái tầng cao nhất của tòa nhà, nên là khi đi làm thì cái view của mình nó đẹp lắm các bác ạ. Lúc nào tắm là đứa xịn đầu tiên hết.
mới về nhà mọi người quá mệt, mọi ngày quá dài. Mỗi ngày mệt như vậy là vui ấy. Ngày nào mà không mệt không được đâu. Ngày nào không mệt là đói ấy. Sau khi tẩy trang thì chúng ta phải rửa mặt nha mọi người. Rửa mặt là một cái bước cực kỳ quan trọng luôn. Thật sự là nó rất là siêu quan trọng luôn mọi người. Mình hãy cố gắng tạo bọt trên bàn tay của mình và sau đó mình phải đưa lên mặt. Tẩy trang và làm sạch là hai cái bước mà quan trọng nhất trong cái việc mà bạn skin care. Đến cái lúc mà em kiểu em tiêu xong rồi đến cuối tháng em nghĩ đến cái món mà em muốn mua tháng sau ấy, tự nhiên bảo mình không có tính toán đó. Nhưng mà thế nên là kiểu em là như nào đấy không, tại vì em hay dùng tiền theo cảm tính, là em thích là phải có bằng được kiểu ấy. Cái đấy và cái phần cái năng lượng còn lại nó sẽ dành cho được nhiều những việc khác. Đúng rồi, vì khấu lắm. Rất hay kiểu em rất sợ em bị như thế và kiểu mình sẽ không làm được những việc mau đến đây đi để còn xếp mình cho tôi. Hóa ra là kiểu cái chuyện quá nặng đấy. Thôi từ từ, chúng ta sẽ trôi về bến bờ đấy sớm thôi. Nhưng mà em nhắc đến chữ việc lớn mà em nói thì là việc gì? Hoặc là nó có những cái loại đồ phòng thu, chị hát qua nó là giọng chị là nó tiêu chuẩn quốc tế luôn. Một cái phòng thu cỡ vài tỷ để có thể ra những cái sản phẩm chất lượng như USUK đó là rất là bình thường. Và thực ra cái việc em build về đồ phòng thu ấy nó không phải là sở thích. Có duyên thì người ta, tức là cái tính sưu tầm lại, cái tính lưu giữ lại nó có. Đúng rồi. Nhưng mà thường thì chị không biết, nó có một cái sự mâu thuẫn trong việc là có thể có những cái nó rất là ầm ĩ trong một vài năm. Được. Xong rồi nó thôi. Được. Nó
cho qua. Là nghệ sĩ thì mình có chuẩn bị một tiên đoán. Xin chào mọi người, và đây là ngày hôm sau của cái vlog. Ngày hôm qua thì sau khi mà mình ăn xong thì mình đã rất rất là buồn ngủ. Mình đã tự đặt KPI cho mình, đó chính là khi mà mình ăn xong thì mình sẽ edit cái video cho nó thật là hoàn chỉnh. Và mình phải làm xong, nói chung là mình phải làm xong, nhưng mà mình đã thất bại cái KPI của mình rồi mọi người. Kiểu mình quá mệt, và mình vì một cái ngày làm việc nó quá dài, nên là khi mà mình về rồi mình ăn uống, rồi mình tắm rửa, rồi mình chuẩn bị mọi thứ vệ sinh để mình có thể làm cái việc đó thì mình làm không nổi. Thực sự nó rất là dài, nên là hôm qua mình đã bị ngủ quên. Mình rất là muốn ngồi xuống để có thể gửi một cái lời cảm ơn đến mọi người trong hàng ngàn, hàng triệu cái vlog ở trên cái nền tảng mạng xã hội, nhưng mà mọi người đã chọn cái video của mình để xem, để nghe mình chia sẻ được cái video đó, thì mình rất 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 là cảm ơn. Hôm nay mọi người cho mình đợi nón nha, tại vì mình mới ngủ dậy nên là cái đầu của mình nó chôm bơm. Nó bị chôm bơm á mọi người. Nó bị chôm bơm, kiểu nó lù xù á. Mình mới ngủ dậy thì hôm nay là ngày off, nên là mình cũng như mọi ngày thôi, mình vẫn thức sớm, mình y như cái vlog mình đang làm hồi nãy vậy. Mình thích nhất là buổi sáng, tại vì buổi sáng mình có thể được cảm nhận được nó đầy đủ, nó trọn vẹn, và mình có thể ngồi mình suy nghĩ được á. Thì để chia sẻ một xíu thì lý do vì sao mình làm vlog, tại vì mình rất rất là thích xem vlog, và mình rất rất là thích các bạn và các anh chị đang sống ở nước ngoài mà họ làm vlog á. Kiểu anh chị người Việt mình á, các bạn người Việt mình á mà sống ở Hàn Quốc hay ở Nhật hay là ở châu Âu hay là ở Mỹ á, thì họ làm những cái vlog cực kỳ đỉnh luôn. Mình thấy mình rất là thích, mà mình xem mình kiểu mình xem mình vừa có thể cảm nhận được cái suy nghĩ của các bạn, và mình học hỏi được thêm nhiều cái văn hóa cũng như là những cái thế giới quan của các bạn làm vlog đó. Mình siêu thích luôn, mình rất là thích, mình thật sự rất là thích luôn. Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên mà mình làm vlog, bởi vì cách đây khoảng hơn một năm trước thì mình đã có một cái vlog trên cái kênh của mình. Nhưng mà khi mà mình xem lại cái kênh, cái vlog đó thì mình cảm thấy mình rất rất là thay đổi á. Kiểu mình thấy được những cái gì mà mình đã trải qua trong cái thời gian đó. Cái khoảng thời gian mà mình làm cái vlog đầu tiên vào khoảng hơn một năm trước, thì lúc đó mình đang bị có rất là nhiều vấn đề về tinh thần cũng như là cuộc sống và tình cảm và mọi thứ. Cho đến hiện tại thì mình cảm thấy mình khá là tích cực, và mình thấy mình khá là nhiều thay đổi, và mình thấy mình yêu cuộc đời này hơn, mình yêu mọi thứ nhiều hơn. Nên là mình nghĩ là bây giờ là một khoảng thời gian tốt để mình có thể làm nhiều cái vlog hơn. Thứ nhất là mình có thể chia sẻ những cái năng lượng tích cực của mình đến với mọi người. Thứ hai là mình có thể lưu giữ lại được những cái khoảnh khắc cũng như là những cái gì nó vui vẻ và nó đẹp nhất trong cái khoảng thời gian của mình, để sau này khi mà mình về già hay là mình trở thành một cái ông cụ như thế nào đó thì mình có cái để mình chia sẻ lại cho con cháu mình. Biết đâu cái khoảng thời gian bây giờ của mình sẽ là cái sự chữa lành cho con cháu của mình về sau thì sao. Mình nghĩ như vậy thôi, mà nếu mà nó là sự thật, nó thành hiện thực thì tốt. Mình muốn lưu giữ những cái khoảnh khắc này cho bản thân về sau, cho con cháu mình sau này nó coi kiểu vậy. Có thấy không? Mọi người thấy cái đầu chôm bơm không? Bây giờ mọi người đã thấy được cái đầu chôm bơm rồi đúng không? Ok, xin chào mọi người và chúc mọi người có một cái khoảng thời gian đẹp trong bất kỳ dù là năm mới hay cuối năm hay là giữa năm hay như thế nào đó, thì mình mong là mọi người luôn có một cuộc sống tốt đẹp, luôn tích cực và luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Bye bye. Bye bye. Ôi, cái đầu chôm bơm. Mình sẽ không để cho mọi người thấy cái đầu chôm bơm của mình đâu. Mình nghĩ là mình sẽ cắt nó ra. Mình sẽ cắt cái khúc đó ra. Mình là người edit mà, mình sẽ cắt cái khúc đó ra. Ok, bye bye. Hẹn mọi người trong cái vlog lần sau.